11. Kiều Phạm Ba Đề. Vị tôn giả này có động tác rất là kỳ quái, tức là mỗi khi ăn cơm xong thì giống như bò gặm cỏ, trong mồm cứ nhai nuốt không ngừng, cho nên gọi là Ngưu Từ Tôn Giả, lại gọi là Ngưu Dương. Vì Ngài có tập khí này, cho nên Đức Phật sợ người đời thấy Ngài mà sinh hủy báng, sẽ bị đọa lạc, do đó mới kêu Ngài lên sống ở trên cõi trời, thọ nhận chư thiên cúng dường. Tại sao Ngài có tập khí này? Vì quả báo ác khẩu, chửi mắng. Vô lượng kiếp về trước, khi Ngài còn là chú tiểu sa di, đã từng khinh mạng, chửi mắng một vị Bích Chi Phật già, ăn cơm như bò gặm cỏ. Tuy vị Bích Chi Phật khuyên Ngài lập tức sám hối, song Ngài chẳng hổ thẹn chút nào, ngược lại còn bôi bác nói: "Sám hối cái gì, tôi đâu có giống ông như thế. Do chửi mắng khinh khi như thế, cho nên chết rồi đọa làm bò 500 đời. Về sau được chuyển làm thân người, nhưng không tránh khỏi hình tướng tập khí làm bò. Ăn rồi vẫn giống như bò gặm cỏ. Đó là vì quá khứ đã phỉ báng vị Bích Chi Phật. Do đó, cử chỉ hành động gì chúng ta đều phải cẩn thận, kiểm thảo phản tỉnh chính mình, đừng tùy tiện phỉ báng khinh khi, phá hoại người khác." Ha ha ha, 问什么的说呵